Thưa quý vị, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu để các phóng viên báo chí trong nước quốc tế theo dõi và đưa tin về đại hội lần thứ 13 chính xác, kịp thời, hiệu quả, tổ chức các cuộc họp báo. Cuối giờ chiều qua ngày 22 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ 13 của đảng. Dự lễ khai trương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm báo chí phối hợp Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đơn vị liên quan đã bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện, lắp đặt các điều kiện về trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết tin bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến theo dõi đưa tin về đại hội về thông tin, hình ảnh, âm thanh sạch cũng sẽ được cung cấp miễn phí để các cơ quan báo chí khai thác sử dụng. Trung tâm báo chí cũng ban hành quy chế hoạt động, trong đó quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên tác nghiệp, việc phỏng vấn báo chí với các đại biểu dự đại hội 13 của đảng. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí tham dự tác nghiệp tại đại hội đều đã được tiến hành xét nghiệm COVID-19.